Tôi vô cùng thích thú được tham gia buổi lễ hôm nay. Buổi lễ này đã gây một ấn tượng mạnh mẽ. Buổi lễ này đã minh chứng một cách rõ nét sự thống nhất quốc gia của nhân dân Việt Nam, tình yêu Tổ quốc và sự sẵn sàng tiến đến những đỉnh cao mới. Hơn nữa, buổi lễ này còn là một sự khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành một quốc gia hùng mạnh, đang phát triển ổn định, một thành viên có uy tín của cộng đồng quốc tế. Sau khi giữ vững nền tự do và độc lập của mình, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng trong sự phát triển kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, đã chiếm một vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Điều vui mừng là trong những năm gần đây, sự phối hợp hành động Nga-Việt đã phát triển mạnh mẽ theo toàn bộ tổ hợp các hướng đi. Điều này đã cho phép hai nước chúng ta không chỉ củng cố vững chắc các truyền thống vinh quang của tình hữu nghị và tương trợ lẫn nhau, mà còn đưa các mối quan hệ giữa chúng ta lên tầm cao đối tác chiến lược toàn diện. Tôi xin chân thành chúc mừng nhân dân Việt Nam hữu nghị nhân dịp ngày lễ vĩ đại 70 năm tuyên ngôn độc lập của đất nước. Trong ngày trọng đại này, tôi mong muốn chúc toàn thể các công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng. Ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam năm 1997, và từ đó đến giờ thì đất nước của các bạn đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Và tôi cần là tôi phải nói rằng tất cả những thay đổi đó là những thay đổi tích cực. Cái chính không thay đổi đó là cái tâm hồn của nhân dân Việt Nam, tấm lòng của nhân dân Việt Nam. Bởi vậy cho nên tôi lại một lần nữa đến công tác tại đất nước của các bạn. Như tôi đã nói là hai nước chúng ta trong thời gian gần đây, những năm gần đây đã đạt được những cái thành tựu to lớn. Việt Nam và Nga đã trở thành các đối tác chiến lược toàn diện. Tôi hy vọng rằng trong những năm sắp tới thì chúng ta cũng phát triển theo những cái hướng đi triển vọng, đầy triển vọng như vậy. Trước hết là theo những cái hướng đi phát triển chiến lược như là dầu khí và năng lượng hạt nhân.